Cô quay lại cái chỗ đi một tí. À, xin lỗi các bạn mất mấy phút vì cái vụ không nhớ. À, chúng ta đang đi cái bài các dấu hiệu hình ảnh cơ bản về hô hấp. Nếu về mặt kế hoạch đó, là đáng lẽ bài này xong rồi. Hôm nay chúng ta sang bài hồi chứng. Nhưng mà vì mình bị chạy giáo án chưa xong cho nên chúng ta sẽ nói tiếp một chút. Sẽ không sa đà lâu về cái phần sau này. Thì cái mục tiêu các bạn nắm rồi, các cái dấu hiệu hình ảnh các bạn cũng nắm rồi. Thì trong cái phần mà các cái hình ảnh quan trọng này á, là hình ảnh bóng mờ, hình ảnh quá sáng, dấu tiếp tuyến, dấu bóng chông, nó cô đã giải thích rất là kỹ. Thì bây giờ phần còn lại là chúng ta sẽ đi vào tập trung và giải thích dấu hiệu cổ ngực, hiệu ngực bùng, dấu hiệu súng hai nòng, đường ra xe lửa, các đường trung thất, hồi tù báo phủ và các cái hình ảnh chữ S ngược. Hình hang thì cô sẽ nói trong cái bài các bệnh phổi thường gặp. Chữ S ngược thì sẽ được nói trong bài bệnh, trong bài hội chứng phế quản. Cho nên chúng ta chỉ cũng sẽ còn tập trung một số bài thôi. Rồi. Bây giờ là sáng cái phần này là chúng ta chưa chưa phân tích, nhưng mà xung quanh cái phần này thì mình đã phân tích rồi, tức là bóng mờ là một này. Dấu hiệu tiếp tuyến là hai, dấu hiệu bóng chông là ba, mình đã nói rất kỹ rồi bài học trước. Cô cũng đang lo ngại là các bạn lâu quá các bạn quên giống cô rồi. Cô tạm thời nhắc lại một tí. Hình quả sáng là các bạn thấy là hình sáng mà mình sẽ chú ý phân tích về cái dấu hiệu mạch máu trong đó có hay không, là như thế nào là nó sáng hơn bình thường là các bạn biết rồi, và mình phải chú ý phân tích xem thử là cái hình dạng nó có mạch máu phổi ở trong đó hay không. Thì vừa trước cô đã nói trong cái hình mờ các bạn lưu ý cho cô là nốt mờ thì như thế nào, khối mờ như thế nào, và khối mờ khác với đám mờ là như thế nào. Đấy, chúng ta cũng đã phân tích hết rồi. Và một cái hình mờ bất thường thì nó sẽ mờ ở những cái vị trí mà nó bình thường nó phải sáng, bây giờ nó mờ thì được gọi là hình mờ bất thường. Dấu hiệu tiếp tuyến là các bạn bắt buộc phải có đủ cho mình cả điều kiện cần, điều kiện đủ đó là thằng có cái đậm đồ nó khác biệt với môi trường xung quanh và nó có cái tia tiếp tuyến, tức là cái tia X mà đi qua cái bề mặt. Đấy, thì chúng ta sẽ có dấu hiệu tiếp tuyến. Và hôm trước thì mình cũng đã kể rồi, có rất là nhiều cái dấu hiệu tiếp tuyến ở trên cái phim X-quang lồng ngực này. Và bóng chồng thì các bạn cũng đã phân tích rồi, tức là bóng chồng có nghĩa là hai cái thằng nó phải chồng nhau, và nó chồng nhau thì để mà thấy được cái ranh giới thì hẳn phải không cùng một mặt phẳng. Lưu ý mở ngoặc ra ở đây đó là mặt phẳng đứng ngang vì mình phim X-quang phổi thẳng, và nếu nó cùng một mặt phẳng và cùng đồng độ nữa thì nó sẽ bị xóa cái bờ ranh giới với nhau. Thì ngang đây các bạn đã được học rồi, được giải thích rất là kỹ rồi. Thì cô muốn nhờ các bạn xác nhận cho cô một xí, nếu như chúng ta ngang đến đây mà thấy ok thì nhắn cho cô số 1. Nếu chưa rõ cái phần nào mà cần cô giải thích thêm thì các bạn nhắn số 0, hoặc là nhắn luôn cái vấn đề của mình. Rồi mời tất cả các bạn nhắn số 1 giúp cô hay. Số 1 nếu mình là thấy là ok rồi để chúng ta tiếp tục á. Rồi, tất cả các bạn nếu như đã ok thì xác nhận số 1 đi. Các bạn có mặt trong lớp hiện tại. Nhưng mà cô hơi ngạc nhiên biết chiêu đi, các bạn sinh viên đi đâu hết mà cầm 90 mấy, chưa đến 90 người không? Các bạn nó có lịch tiêm chủng hay là vaccine hay là test hay gì không? Một lớp Y4D thôi à? Chứ đỡ là con Y4C là chưa hả? Thôi không biểu là ICD đó. Cục kiểm tra xịn nữa.
Cô thấy rồi, cô thấy thầy có biểu rồi, tại vì cô đọc cái cũ là CD cô dạy cùng nhau ấy, cho nên là cô tưởng là hai lớp, bây giờ một lớp thì ok rồi, không sao. Như vậy thì chúng ta đã ngang đây là ok, thì chúng ta sẽ đi tiếp. Và cái phần đi tiếp á, là các bạn, bởi vì ngang đây các bạn phải hiểu chúng ta mới đi tiếp được. Cái phần sau này mình hoàn toàn sử dụng bốn cái mình vừa học để mình giải thích. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái đây, cái này chúng ta sẽ bắt đầu giải thích cái hình này. Thì cô muốn các bạn raise hand trước, ưu tiên bạn nào raise hand thì sẽ rất là dễ có điểm 10. Xung phong trước nè, khi mà xung phong được nào là cô mới kêu, cô mới mời nhá, xin lỗi. Rồi bạn Dương Thủy Quỳnh, mời bạn Dương Thủy Quỳnh có thể bật mic lên để chia sẻ giải thích hai cái hình em thấy được là hai cái hình gì, có cái đặc điểm gì. Dạ cô nghe em nói không ạ? Nghe rõ em. Dạ thưa cô, là ở đây thì ta thấy hai hình như là ở phần phía trên đây là thấy có một cái bóng mờ, mà ở hình ở bên trái á thì cái bóng mờ như là cái bờ quán ở phía trên cái xương đòn thì mình không rõ, còn ở cái hình bên phải thì cái bờ của tổn thương ở phía trên cái xương đòn thì nhìn thấy rõ. Ở cái hình bên trái thì cũng là cô nói, anh nói luôn là hắn hiểu không Em cứ nói đi, em cứ, vì cái này là nếu như mà em đã đọc bài rồi thì em sẽ giải thích rất là rõ. dạ, em thưa cô là ở đây thì cái bóng ở phần bên trái thì bóng mờ trung thất thì có cái bờ trên xương đòn thì không rõ, chứng tỏ là nó thì nằm cùng cái mặt phẳng với cái phần mềm nền cổ, cho nên là theo cái dấu hiệu bóng chồng thì mình sẽ thấy là bờ quán bị xóa. Còn hình ở bên phải thì bờ của cái bóng mờ trung thất ở phía trên xương đòn thì rõ nét, cho nên là bởi vì nó thì được bao bọc bởi cái khí ở cái đỉnh của nhu mô phổi, cho nên là mình sẽ thấy dấu hiệu tiếp tuyến thì sẽ thấy là cây bờ ở đây rõ. Rồi từ đó em suy ra được cái gì? Cô là từ đây thì ta suy ra được là hình một là cái khối mờ ở trung thất trước, trung thất trước tầng trên, còn hình bên phải là khối mờ ở trung thất sau tầng trên. Rồi. À, như vậy là ở đây mình sử dụng dấu hiệu gì nè? Rồi cô là đầu tiên là dấu hiệu bóng mờ để thấy hai cái khối mờ ở Rồi. đây, rồi Vậy là đầu tiên chúng ta sử dụng dấu hiệu bóng mờ. Cũng có hai cái bóng mờ ở trung thất trên đúng không? Rồi tiếp tục. rồi cô là có dấu hiệu thì bóng chồng. Rồi, cả bên này chúng ta có những bóng chồng với cung đầm đồ với nền cổ và cung mặt phẳng, cho nên nó xóa bờ là cái này. Còn cái này Còn là hình cô là dấu hiệu tiếp tuyến. đúng rồi, cả đầm đồ nhưng lại tức là cung đầm đồ với cái tức là trung thất này nhưng mà nó lại khác đầm đồ hoàn toàn với cái môi trường xung quanh, cho nên là chúng ta có cái tiếp tuyến. Và cái này là dấu hiệu gì, tên gọi của nó? Cô là dấu hiệu cổ ngực. Đúng rồi, dấu hiệu cổ ngực. Và được rồi, ngang đây là em có thể đạt điểm 10 rồi. Cô sẽ gửi đi điểm 10 cho em cái này. Không, còn lại thì cô hỏi các bạn. Rất là cảm ơn em, khoan đã, cô chỉ lên sĩ. Đây là cái phần mô tả mà như bạn đã mô tả rồi. À, và chúng ta sẽ chắc chắn là các bạn trong lớp cũng đã đọc bài rồi. Cho nên là cái phần mô tả của bạn đã rất là chính xác. Thì như vậy các bạn có thể xem cái hình kiểm chứng này. Thì đấy là cái khối mà mình nhìn thấy nó xóa bờ phía trên. Thì các bạn sẽ thấy là bờ trên nó cùng đầm đồ, cùng mặt phẳng với mô mềm nền cổ. Cho nên nó là một cái khối của trung thất trước tầng trên. Rất là rõ, thể hiện rất là rõ ở trên phim nghiêng. Đây là cái hình ảnh minh chứng. Còn cái khối thứ hai là cái khối mà bạn thấy rằng là cái bờ trên của cái khối ở trên xương đòn nó rất là rõ, chứng tỏ là nó được không khí ở vùng đỉnh phổi nó bao bọc. Và nó cho cái hình ảnh rất là rõ này, như thế này. Thì trên cái phim nghiêng kiểm chứng lại thì nó đúng thực sự là một cái khối ở phía trung thất sau của tầng trên. Bạn để thấy xương cột sống này. Ok, như vậy là cái dấu hiệu cổ ngực á, ngang đó là mình coi như là mình hiểu, mình nhận ra được và mình hiểu được.
Nhưng mà cái câu hỏi của cô cho các bạn bây giờ để các bạn suy nghĩ thêm, đó là dấu hiệu cổ ngực để làm gì? Để làm gì? Thì hôm trước á, là hôm trước trong bài test á, đúng không? Trong bài test á là có cái câu hỏi này, nhưng mà các bạn chắc chắn là trả lời chưa hết ý. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp. Thì với một cái dấu hiệu như thế này, thì nếu như mà các bạn chỉ là người đọc bài thôi và xem hình, thì các bạn sẽ trả lời được khoảng 1 đến 2 cái đáp án ý của đáp án. Nhưng mà nếu như các bạn đã được phân tích xong xuôi hết rồi, thì có thể các bạn sẽ trả lời được luôn 3 cái ý của cái đáp án của cái câu hỏi này. Thì hiện tại cô đang định để cho tất cả các bạn cùng gọi cái đáp án này, cho nên hiện tại cô thấy có một bạn giơ tay, mà chắc là để dành cái câu trả lời của bạn cho một câu khác nhé. Thì cái câu hỏi này cô muốn tất cả các bạn đều đồng não để suy nghĩ và cùng nhau gõ lên trên ô chat xem thử là dấu hiệu cổ ngực để làm gì. Các bạn cố gắng đưa ra tối đa cái câu trả lời của mình. Khi mình đã được học rồi thì tối đa câu trả lời này nó sẽ có ba ý rất là rõ. Rồi bây giờ mời các bạn, cả này cần thời gian, các bạn sẽ có được khoảng 3 đến 4 phút đó để cùng nhau gõ lên cái ô chat cái câu trả lời của đây. Đi cho con này từ. Nên nhờ thạc sĩ Hiếu cùng với cô để chọn ra ba câu trả lời, ba bạn có câu trả lời đầu tiên và đúng nhất nhé, để cho điểm 10 nhá.
Như vậy trong cái phần các bạn trả lời á, thì cô thấy là cái phần bạn đầu tiên, bạn thứ hai bạn Trần Thị Minh Lường là bắt đầu có câu trả lời đúng rồi này. Trần Thị Minh Lường này. Rồi thì bạn Nguyễn Thị Quỳnh Như và bạn Dương Thúy Quỳnh, cô sẽ ghi ở tên các bạn đấy nha. Minh Lường. Rồi, rất là cảm ơn tất cả các bạn và rất là tuyệt vời, bởi vì là các bạn đã nêu đúng cái phần cái giá trị của một cái hình ảnh dấu hiệu cổ ngực, bởi vì cái dấu hiệu cổ ngực nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở chuyện là mình xác định được khối u ở trung thất trước tầng trên hay trung thất sau tầng trên trên cái phim X-quang phổi thẳng, mà từ cái dấu hiệu trước đó tổn thương này ở vị trí nào thì mình bắt đầu định khu thực tế nó có thể có nguồn gốc gì. Ví dụ một khối u ở trung thất trước tầng trên, các bạn bắt đầu nghĩ đến nó có thể là bắt đầu tìm các cái nguyên nhân ở phía trước này, và các bạn nhận ra nó thường gặp nhất sẽ là cái u tuyến giáp, bự giáp thông đấy. Còn mà nếu một khối u ở trung thất sau tầng trên thì cái thường gặp nhất sẽ là u thần kinh, thì đó là cái giá trị thứ hai của cái dấu hiệu cổ ngực, đó là chỉ cần cái phim X quang phổi thẳng mình định khu tổn thương, sau đó là mình bắt đầu định hướng cái nguồn gốc của tổn thương. Và cái giá trị thứ ba của cái dấu hiệu cổ ngực này đó là chúng ta sau khi định hướng được nguồn gốc tổn thương, chúng ta sẽ xác định luôn cái kỹ thuật tiếp theo mình phải làm, đó là gì, thì chúng ta sẽ có cái chỉ định tiếp theo, cái phương pháp, cái kỹ thuật hình ảnh nào chúng ta sẽ lựa chọn tiếp theo để chúng ta chẩn đoán cái bản chất của cái khối đó. Thì đó là cái ý nghĩa thực sự của cái dấu hiệu cổ ngực. Chúng ta sẽ sang cái dấu hiệu tiếp theo, đó là dấu hiệu ngực bụng. Thì hồi nãy bạn Minh với bạn như đấy có giơ tay, thì không biết cái câu này bạn có giơ tay không, thì cô sẽ gọi bạn. Thực ra dấu hiệu ngực bụng á, thì nó hoàn toàn tương tự dấu hiệu cổ ngực thôi. À, cái tổn thương của mình bây giờ nó không phải nằm ở lưng chừng ở giữa cái xương đòn, trên dưới xương đòn, mà nó lưng chừng qua vòng hoành. Có nghĩa là nó một nằm một nửa trên của vòng hoành và nửa dưới của vòng hoành. Đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ có nó nằm một nửa trên một nửa dưới. Nếu như mình xác định được thấy cái bơ của nó rất là rõ hết cả thì nó sẽ nằm ở trên, bởi vì xung quanh hẳn là không khí bao bọc. Tuy nhiên nếu như mình thấy cái bơ dưới của nó không rõ, bơ trên rõ, thì nó sẽ là tổn thương từ dưới bụng mà nó đi lên. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được cái này nhờ cái dấu hiệu cổ ngực, các bạn đã hiểu thì ngực bụng sẽ hiểu rất là dễ. Và nếu thực sự các bạn hiểu được thì các bạn sẽ trả lời đúng cái hình ảnh này. Bây giờ chúng ta sẽ gõ vào chat xem thử là cái khối này là từ bụng hay là từ ngực nha. Rồi các bạn gõ đi. Câu trả lời là rất là đông nhất đúng không ạ? Câu trả lời rất là đông nhất, đó là khối từ bụng. Rất rõ ràng, không cãi được. Bởi vì bơi dưới này các bạn hoàn toàn không thấy. Thì đó là một cái tổn thương đến từ từ khối từ dưới bụng mà nó phát triển, nó lôi lên phía trên. Và cái câu trả lời rất là rõ ràng khi mà chúng ta nhìn thấy một cái khối thực sự mà từ ngực á, từ phía trên á. Hình ảnh nó như thế nào, cái bơi dưới nó cực kỳ rõ luôn, nó không bị che chông như là cái khối lúc này. Cho nên là cái câu này thì nó khá là dễ. À, cô sẽ nói luôn cái chỗ này là cái đường trung thất, xong sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái dấu hiệu hồi tụ và bao phủ rốn phổi. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái bóng của trung thất, của cả cái cấu trúc lớn ở trung thất trên cái phim X-quang phổi, thì dựa vào dấu hiệu tiếp tuyến chúng ta sẽ thấy được các cái đường này gọi là các cái đường trung thất. Và cả cái đường trung thất này nó có cái đương nhiên không thể gọi là cố định, nhưng mà lúc nào mình cũng hiện diện mình cũng thấy. Và cái sự xê xích của các cái đường trung thất này nó biểu hiện các cái dấu hiệu bệnh lý rất là cụ thể. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đây bình thường nếu không mình không để ý thì cũng không đọc ra đâu, rất là khó đấy. Còn không thì thực sự là nó chúng ta thấy rất là rõ các cái đường trung thất. Và trên một cái phim X quang, nếu như những người mà mới á
là các bạn chỉ nhìn thấy những cái này thôi, tức là thấy cái bề ngoài thôi. Đó là quai động mạch chủ này, cung động mạch phổi này, rồi thì thất thất trái, rồi thì tĩnh mạch chủ trên và cái nhĩ phải. Đây đấy là những cái đường, những cái cung mà các bạn sẽ thấy được nó một cách rất là dễ dàng. Còn cái này thì đòi hỏi là mình phải chú ý hơn, mình tìm thấy mình mới thấy. Vậy thì cái dấu hiệu cổ ngực và dấu hiệu ngực, dấu hiệu hồi tụ và bao phủ rốn phổi khi cái tình huống của chúng ta sẽ như thế nào? Các bạn nhớ là trong trường hợp mà dấu hiệu cổ ngực á, là mình có cái khối u lưng chừng ở một nửa trên móng hoành, nửa trên xương đòn, một nửa dưới xương đòn. Đây, ví dụ như thế này thì là dấu cổ ngực. Dấu ngực bụng á thì các bạn có một cái ở phía lưng chừng so với cái cơ hoành. Còn bây giờ á thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái chỗ rốn phổi này này, mình cũng có hai tình huống. Một tình huống là các bạn thấy một cái khối mà hoàn toàn xóa mất luôn cái ranh giới này, không thấy gì hết, và mạch máu là nó đi như thế này. Đấy. Và một tình huống thứ hai là các bạn cũng thấy một khối, nhưng mà mạch máu của các bạn thấy vẫn đi rất là rõ từ trong ra như thế này. Thì đấy chính là hai cái tình huống của cái dấu hồi tụ và bao phủ rốn phổi. À, bây giờ cô muốn mời một sự xung phong. Bạn nào có thể là đã đọc cái phần này và giải thích lại cái dấu hiệu này cho tất cả các bạn của mình. À, mời bạn nào biết thì raise hand, cô sẽ gọi nhé. Rồi, bạn Nguyễn Quang Minh. Cô mời bạn Nguyễn Quang Minh. À, cô nghe Alo. rồi. À, dạ cô là ở cái phần phía bên mà bị che mất bị xóa cái bơ của mạch máu á, thì đó là dấu hồi tụ. Thì nếu mà trường hợp mà mạch máu với cái tổn thương hay là khối u đó mà có cùng cùng mặt phẳng á, hoặc với cùng mặt phẳng mà cùng đồng độ thì nó sẽ bị che xóa đi bơ. Còn đối với cái phía bên này á là do có thể là do cái tổn thương và cái mạch máu là không cùng mặt phẳng. Thì nó là không che và xóa đi bờ nên mình vẫn thấy được là rõ được cái bờ của mình bảo ạ. Tức là cứ tưởng tượng, các bạn tưởng tượng là cái rốn phổi đi ra là giống như cả cái ngón tay của cô đi ra như thế này, còn cái phần bàn tay chính là cái phần của cung động mạch phổi nó mơ. Thì nếu như mà cái phần phía ngón tay, gốc ngón tay phía trong này mà nó hoàn toàn che hết, tức là có nghĩa là các bạn sẽ thấy cái cung ngoài này cộng với các cái nhánh mạch máu nó đi ra như thế này, thì đây là dấu hồi tụ. Bởi vì cả cái mạch máu này và cái khối này nó cùng một mặt phẳng. Tuy nhiên nếu giả sử là các bạn thấy có cái gì đó che lên phía trước, nhưng mà cái mạch máu nó đi vào mình vẫn còn thấy, ví dụ như trong trường hợp này, thì đây là dấu bao phủ. Và một cái điều kiện bắt buộc đó là cái thằng khối u này này và cái mạch máu này nó sẽ không cùng trên một mặt phẳng. Có nghĩa là gì? Hắn phải xuất phát từ phía phổi hoặc nơi cột sống hoặc nơi về thanh ngực trước, vân vân. Đúng rồi, hắn không thể ngay tại rốn phổi được. Đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ có cái dấu hiệu hồi tụ bao phủ rốn phổi. Thì em mình có thể kể luôn cái nguyên nhân thường gặp nhất của cái dấu hồi tụ được không? Dạ, em nghĩ là cái u các cái hạch trong rộng phổi. Còn gì nữa không? Đây các bạn để ý cho cô này. Tức là đây rõ ràng là các bạn thấy có một cái khối gì đó rồi, đúng không? Đây cả cái mạch máu này. Và nếu các bạn so sánh cái mạch máu của phía bên này với phía bên bên phải á, là nó có cái sự khác nhau ấy. Tức là ở đây nếu như các bạn để cô xóa đi cho các bạn dễ nhìn. Đây được, đây dễ hơn này. Cái hình này thì các bạn sẽ thấy này, trong cái trường hợp mà cái chỗ cung động mạch phổi này mà nó phồng to lên á, thì cả cái mạch máu bên này nó cũng sẽ giãn to hơn. Thậm chí nếu như bình thường như cô nói hôm trước á, là chúng ta có mạch máu của thùy trên nó bằng một nửa của thùy dưới cả về khẩu kính và số lượng,
là đó trường hợp bình thường, mình chụp phim ở tư thế đứng. Còn nếu trong trường hợp mà tại phân bổ tuần hoàn phổi á, thì mạch máu ở trên nó sẽ nhiều bằng ở dưới, thậm chí nó nhiều hơn, thì có thể là tại phân bổ hoặc là đảo ngược phân bổ tuần hoàn phổi, thì khi đó nó sẽ đi kèm, bởi vì nó nằm trong bối cảnh là tăng áp lực tuần hoàn phổi, cho nên nó sẽ đi kèm trong một cái bối cảnh đó là cái cung động mạch phổi nó lớn. Đây, cung động mạch phổi nên nó lớn, cái này nó sẽ lớn hơn cái chỗ này chắc chắn luôn đó, và như vậy là nó sẽ đi kèm với các cái dấu hiệu của mạch máu phổi nó giãn ra hoặc là nó tái phân bố. Thì các bạn sẽ quay ngược lại cái hình này sẽ thấy, nếu như một cái tổn thương mà mình phân tích được nó là dấu hiệu hồi tụ rốn phổi thì có thể là hạch ngay tại đây luôn, nhưng phần lớn trường hợp là chúng ta sẽ gặp là giãn cái quai động mạch phổi ở phía bên này. Và đương nhiên thì giãn quai động mạch phổi tức là nó nằm trong bối cảnh của tăng áp tuần hoàn phổi, và nó sẽ đi kèm luôn cả cái mạch máu nó to hơn. Đây, mạch máu nó to hơn so với bình thường. Chúng ta nhận ra cái dấu hiệu này khá là dễ. Ví dụ như trường hợp này là chỉ bị giãn động mạch phổi một bên thôi, cho nên các bạn nhìn thấy cũng khá là rõ cái bối cảnh này. Phần giãn gốc động mạch phổi đúng rồi. Bình thường. Còn bão phủ thì sao nè? Bão phủ thì rõ ràng chắc chắn nó không phải ngay tại rỗng phổi, mà nó phải là một cái tổn thương ở phía trước hoặc phía sau của rỗng phổi. Mà nó trông lên, đúng không ạ? Nó trông lên thì nó sẽ làm cho cái rỗng phổi mình. Ở đây các bạn thấy rỗng phổi này, đây. Cái phần rỗng phổi là cái phần này này. Và cả cái mạch máu nó vẫn đi ra này. Đấy, đằng trong này các bạn nhìn kỹ là vẫn thấy mạch máu nó đi ra. Còn cái u thì nó vẫn cái nằm đó thôi. Thì cái này chắc chắn nó sẽ không cùng mặt phẳng và rỗng phổi. Thì nó phải là phía trước hoặc phía sau. Thì như vậy cái nguồn gốc của nó không phải là từ mạch máu, không phải là từ tim, không phải là từ hạch ngay tại đó, mà nó phải là tổn thương của nhu mô phổi hoặc của thành ngực cũng được, nhưng mà nó nằm khác mặt phẳng là được. Đấy, thì đó là dấu hiệu hồi tụ và bão phủ rỗng phổi. Đây các bạn thấy hình ảnh minh họa nó rất là rõ. Hình súng hai nòng đứng ra xe lửa thì rất là dễ, cô muốn các bạn raise hand để trả lời nhá. Cô mời các bạn. Có bạn nào raise hand không? Cái này rất là dễ đó. Thế cô mời. Rồi mời bạn Hiền lên cầm hai tên cô nữa được. Trần Thị Hoài, cô mời Trần Thị Hoài. Alo ạ. Ừ, em có thể giải thích được cái dấu hiệu đứng ra xe lửa và súng hai nòng không? Dạ em thưa cô, là hình ảnh súng hai nòng là bình thường sẽ có một động mạch phổi đi kèm với cả một phế quản, và khi bình thường thì khẩu hình của hai cái này tương đối với nhau, và khi nào mình có thấy kiểu hình ảnh mà kiểu khẩu hình hẳn lớn hơn khẩu hình của, thì dù là phế quản giãn lớn hơn thì mình sẽ thấy hình ảnh giống như là hình ảnh của nhẫn kim cương. Hoặc là nếu mà khi có giãn mạch máu ở phổi thì mình cũng sẽ thấy kích thước khẩu hình của hai cái này không bằng nhau. Và hình ảnh của đường ray xe lửa là khi mình thấy hình ảnh sóng sóng của hai mạch máu đi cùng nhau là chạy thẳng sóng sóng và đi ra ngoài. Rồi, rất là tốt. Hẳn có một cái nguyên lý mà không biết là em có hiểu không. Đó là hình ảnh của cái phế quản thì tùy thuộc vào hướng của trung tiết tới. Em có hiểu cái ý của cái câu đó không? À, dạ em thưa cô, là nếu mà hình ảnh, nếu mà chân tiết tới nó vuông góc với cái đường phế quản thì mình sẽ thấy được hình ảnh đường ráy. Còn nếu mà khi mình nó chạy sóng, à, còn từ từ cô cho em tí kìa, là nếu mà hình ảnh, nếu mà khi chân tiết tới nó chạy sóng sóng với phế quản thì mình sẽ tia sóng sóng này, cái phế quản là các bạn tưởng tượng như là cái phế quản như cái bút nha, tia tới mà vuông góc với cái phế quản thì mình sẽ thấy hình ảnh của nó là gì nè. Dạ mình sẽ thấy được diện cắt lát tròn, là mình sẽ thấy hình ảnh của súng hai nòng ạ. Vuông góc mà, vuông góc. Phế quản của em là đang... Quên, là... mình sẽ thấy hình ảnh của đường ráy xe lửa. Đúng rồi, chính xác.
Còn khi mà chiếu song song thì em sẽ thấy là cái phế quản của em là một hình tròn sáng. Bên cạnh hẳn có một cái gì nào? Có một cái Bên nhánh. này có thêm phòng mạch máu. Đúng rồi, một nhánh động mạch cùng tên và cùng khẩu kính nó đi kèm. Cái đó em sẽ có đường ray, đúng chưa? Em sẽ có hình ảnh đường ray xe lửa. À, Trần Thị Hoài. Rồi, thì như vậy á, là chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của đường ray xe lửa hoặc trụ súng hải long rất là rõ. Đây, các bạn thấy này. Đây là nó có một cái đường đấy và một cái đường đây. Thì đó chính là hai cái thanh của phế quản nó dày lên. Đây là rất là rõ này đó. Đây. Thì mức độ mà dày thanh phế quản càng nặng á, là cái hình ảnh đường ray xe lửa nó càng rõ. Mà càng nặng thì cái trường phổi đó nó càng dày rồi giãn rồi sơ đủ các kiểu. Nhiều khi nó lại rất là khó nhìn, gọi là hình phổi bẩn, nó khó nhìn như nào. Còn hình súng hải long thì rất là dễ hình dung. Đây các bạn có hình súng hải long cực kỳ dễ hình dung luôn đó. Vậy thì bình thường chúng ta đã có hình súng hải long, bình thường mình nhìn thấy đúng không, ở cả cái nhánh mạch máu lớn, phế quản lớn ở phía gốc ấy, thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Càng ra xa thì nhỏ dần, trên X-quang mình không thấy nhưng trên CT mình vẫn thấy, gọi là hình ảnh súng hai nòng bình thường. Thì chỉ khi nào một trong hai cái này có vấn đề mình mới gọi là súng hai nòng bất thường. Ví dụ như dày thanh phế quản này, ví dụ như giãn phế quản này nó to hơn so với mạch máu này, hoặc là ví dụ giãn mạch máu này đấy, hẳn to hơn so với phế quản đó, cái thanh nó dày lên, cái lòng nó giãn ra, hoặc là do cái lòng nó bít lại luôn, tức là nếu như ở đây mà cũng mơ luôn, hai hình mơ thì cũng cũng chắc chắn là có bệnh lý và chúng ta gọi là hình súng hai nong bất thường như nào. Thì cái này rất là dễ. Cái S ngược á thì cô sẽ nói là chúng ta sẽ nhắc lại ở trong cái phần hội chứng phế quản. Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ nhắc lại trong cái phần hội chứng phế quản. Các hình hang thường gặp thì chúng ta sẽ nói lại trong cái phần của các bệnh phổi thường gặp. Thì chúng ta sẽ dừng cái phần dấu hiệu ở đây để chúng ta có thời gian chúng ta đi sâu vào phần hội chứng hơn. Rồi trong lúc cô chuẩn bị máy tính cô chuyển bài thì hiệu chiếu dung thì các bạn có thể lấy nước lấy đồ gì đó, cứ khoảng 2 phút nữa chúng ta quay lại để tiếp tục bài mới nhé.